Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với video ngày hôm nay. Thì hôm nay thì mình vừa thực hiện rút thành công là hơn 311 cái con CRP, tức là cái token ở Casper. Thì ở trong video ngày nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thực hiện lệnh nạp rút tiền từ các sàn giao dịch với nhau nhé. Thì hai cái sàn là, ví dụ hôm nay thì mình sẽ sử dụng sàn MEXC Global và tài khoản trên sàn Gate. Và để làm được cái điều này thì đầu tiên các bạn sẽ phải có một cái tài khoản trên sàn Gate hoặc là tài khoản trên sàn MEXC Global. Các bạn đăng ký và hoàn thành tất cả các thủ tục ở hai sàn này rồi. Và cái điều thứ hai đó là chúng ta sẽ phải có tiền hoặc là có tài sản của các bạn ở trên những sàn này. Ví dụ như bạn phải có Capo hay là bạn phải có CHDG hoặc là bạn có USDT hay là USD hoặc là những cái đồng coin khác nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thực hiện hướng dẫn mọi người cái lệnh thực hiện nạp tiền nhé. Nạp tiền thì ở đây thì mình sẽ tiến hành là nạp cái đồng Casper về sàn Gate này nhé. Đây, hiện nay là mình đang có cái hơn 1000 cái con Casper này, CSPR. Thì để thực hiện nạp tiền lên cái sàn Gate này, nạp cái đồng Casper này lên cái sàn Gate này nhá, thì bạn sẽ bấm vào phần nạp. Trước hết, trước khi mà bạn chọn đến phần nạp này thì đầu tiên bạn sẽ vào cái phần ví tiền cho mình đã nhá. Ví tiền, sau thì bạn chọn đến phần quản lý quỹ này. Sau đó bạn chọn đến tổng quan về tài sản này. Rồi chúng ta đợi một chút này. Rồi bây giờ thì bạn sẽ đến cái phần là chọn tài khoản tiêu chuẩn cho mình nhé. Hoặc tài khoản tiêu chuẩn này, hoặc là bạn sẽ lựa chọn vào phần nạp này luôn cho mình này. Nạp luôn này. Thì chúng ta sẽ lựa chọn vào phần nạp tiền on chain này nhé. On chain này. Rồi bây giờ thì đến đây chúng ta sẽ lựa chọn lại coin này. Bây giờ là mình hướng dẫn mọi người thực hiện nạp cái đồng CSPR nhé, là Casper này. Rồi sau khi bạn lựa chọn được cái loại coin rồi, tức là loại cái đồng tiền rồi, đây nó hiển thị là CSPR rồi, thì ở đây mạng lưới của nó, với trường hợp con CSPR này thì mạng lưới của nó sẽ mặc định là mạng lưới của CSPR. Và địa chỉ nạp tiền ở đây bạn có thể sử dụng là chụp cái mã QR code hoặc là chúng ta sẽ copy cái địa chỉ này nhé, copy địa chỉ này. Rồi với số tiền bạn nạp tối thiểu là 1/10.000 của CSPR nhé, có nghĩa là 0,0001 CSPR tối thiểu bạn phải nạp như vậy. Rồi ngoại nếu như không phải là cái đồng CSPR này, nếu đồng USDT thì sao, thì chúng ta sẽ lựa chọn đồng USDT để thử nhá. Đối với đồng USDT thì ở đây, đây thì chúng ta sẽ phải lựa chọn mạng lưới này, bạn lựa chọn mạng lưới này. Ở chỗ này thì nó sẽ có những mạng lưới, ví dụ như là mạng lưới của BTC, mạng lưới của ETH, mạng lưới của TRON hay mạng lưới của BSC. Thì những cái mạng lưới này nó có những cái đặc điểm gì khác nhau. Thôi mình chỉ lấy có 4 cái mạng lưới ở bên trên này thôi để chúng ta làm ví dụ nhé. Mạng lưới đầu tiên đó là mạng lưới BDC. Mạng lưới thứ hai là mạng lưới của ETH. Thì cả hai cái mạng lưới này bây giờ khi bạn thực hiện nó sẽ mất tiền phí rất là cao. Một ETH bây giờ khoảng hơn 1000, một Bitcoin bây giờ khoảng độ 21.000. Thì các bạn sẽ mất phần trăm của phí, nó cao lắm, cực kỳ cao nhé. Còn mạng lưới của Tron này thì chúng ta sẽ lấy cực kỳ thấp này. Bạn đầu tiên lựa chọn thử cho các bạn nhé. Rồi mạng Bitcoin này, thấy chưa, các bạn sẽ, nó chưa thấy tiền phí nhé, chưa thấy tiền phí, rồi nó sẽ chưa báo phí. Rồi ok, bây giờ sẽ đến cái phần ERC20 này. Có một cái điều này, khi bạn thực hiện nạp tiền ở lên đây thì nó không hiển thị cho các bạn về phí nhé, nhưng lát nữa sang bên kia. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái địa chỉ TRC10, địa chỉ TRC10 nhé, để sang bên này nhé, sang bên này chúng ta thực hiện lệnh nạp tiền này, lệnh rút tiền nhé. Rút đây, rút tiền này. Rút tiền thì bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn loại, rồi chúng ta cũng vào phần tổng quan ví này nhé. Rồi sau đó thì bạn chọn là rút này, bên này là rút nhé. Ở sàn bên này sẽ là rút, ở sàn MEXC Global này chúng ta sẽ thực hiện lệnh rút, rút này. Rồi đây bạn sẽ lựa chọn đồng USDT giống như lúc nãy nhá, và lựa chọn mạng lưới TRX nhá. chỗ này mình sẽ đính chính lại một chút, quay trở lại cái phần này, back quay lại một tí nào. Đây, bây giờ mình sẽ vào phần rút token này, rồi để nguyên đồng này nhá. Rồi đây, địa chỉ ví chúng ta vừa copy này, dán vào đây nhá. Số tiền có sẵn ở đây, không có này. Phí này, 1 đô này. Nếu như bạn lựa chọn BF20 này cũng 1 đô này, ERC20 mất 4 đô luôn này nhá. ERC20 chính là cái đây, chính là cái này. Chính là mạng lưới của đây. ETH nha. Bạn mất luôn 4 đô nếu như bạn rút theo cái như vậy nhá, theo cái địa chỉ như vậy. Đây. BF20 thì là cũng rẻ của sàn Binance nhá. TLC20 cũng rẻ. Đây bạn mất 4 đô này. Rồi chọn đây nhá. Nó có phí giao dịch rồi, phí giao dịch 1 đô này. Địa chỉ token này, địa chỉ rút tiền hay một meme không phù hợp với quy định, có nghĩa là lúc nãy mình thực hiện cái địa chỉ này là địa chỉ của đồng CSPR, nó không phải địa chỉ của USDT nhá. Rồi chỗ này thì ghi chú không quan trọng, phần ghi chú này không quan trọng nhá. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại để mình chọn đúng địa chỉ của nó này. Đây, đây là USDT này, mình copy nhá, copy này sang sàn MEXC Global này, dán địa chỉ ở đây xem nó có báo nữa không nha, chuẩn chưa. Rồi USDT nha, mạng lưới TLC này, quay lại đây nào. Đấy, không đúng này, mạng lưới không đúng này. Đấy thì bây giờ mình sẽ chọn lại nha, chọn lại rồi copy này. Đấy, đây đúng chưa. Đấy, vậy là mình trước đây thì mình không thấy được rằng là cái trường hợp mà nó báo đỏ địa chỉ khi mà nhập sai cái định dạng. Bởi vì như vậy thì chúng ta sẽ không biết là sai. Nhưng sàn MEXC đây là lần đầu tiên mình thực hiện, không phải là lần đầu tiên mình thực hiện rút, mà hôm nay là lần mà thực hiện hướng dẫn cho mọi người, thì sàn MEXC nó đã có khắc phục được cái này. Tức là khi cái định dạng địa chỉ của bạn bị sai, địa chỉ sai, mạng lưới sai, thì nó dẫn đến tình trạng là chúng ta không thể thực hiện được lệnh rút tiền. Như vậy giúp các bạn sẽ không bị mất. Còn hiện nay các những cái sàn khác là nó không báo địa chỉ sai đâu. Vì vậy các bạn sai các bạn tự chịu trách nhiệm, tự mất tiền. Thì riêng MEXC là nó đã khắc phục được điều này. Nó giúp cho cái lợi ích cho các bạn đấy nhá. Rồi, và số tiền tối thiểu ở đây là 3 đô nhá. Rồi, đấy 3 đô. Đây số tiền tối thiểu 3 đô. Và chỗ này phí giao dịch 1 đô, chỗ này thì không cần quan trọng. Sau khi mà các bạn thực hiện những cái thao tác này xong rồi thì chúng ta bấm gửi đi, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành quá trình là rút tiền từ cái sàn MEXC Global này chuyển lên cái sàn Gate này nhá. Đấy là phần rút đô. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cái thao tác rút cái đồng CSPR như lúc nãy nhá. CSPR này. Đối với đồng CSPR nhá, thì nó sẽ tự chọn mạng lưới này. Bây giờ mình copy địa chỉ vào đây nhá, copy địa chỉ này. Rồi ok này. Trường hợp thứ hai thì các bạn là dùng mã QR code, bạn dùng máy từ bên này, dùng tài khoản ở bên MEXC Global. Sau đó thì bạn chụp cái mã QR code thì chúng ta không phải copy phần này. Rồi bây giờ mình thực hiện copy nhá. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái đồng CSPR này. Tài sản không có cái đồng CSPR. Giờ bây giờ thì mình sẽ vào phần tổng quan ví này nhá. Bây giờ sẽ lựa chọn đồng CSPR, sao nó không hiển thị lên nhá. Tại vì như thế này, rút token đã nhá, rút rồi ok. Đây tìm kiếm này, đây nhá. Rồi. Đây lựa chọn CSPR này. Thì đối với CSPR đấy, nó sẽ hiển thị mạng lưới cho các bạn sẵn luôn nhé, mạng lưới sẵn luôn. Đây, bây giờ các bạn chỉ cần dán cái địa chỉ ví ở đây, dán địa chỉ ví đây bên này. Đây bạn copy cho mình nhá. Rồi sang đây các bạn dán địa chỉ ví vào đây. Đấy thấy chưa? Mạng hệ thống nó tự động khớp chuỗi liên kết đúng luôn, là đúng luôn. Nếu mà chỗ này sai, địa chỉ sai là nó sẽ báo sai thế này. Thì ở chỗ phần memo này thì nhá, như thế này có một cái lưu ý này. Thực ra mình cũng không hiểu cái memo này nó là cái gì. Thì nếu như bạn cũng như mình không hiểu cái gì thì chúng ta chọn là không nhá. Bởi vì nếu như bạn không chọn vào đây thì nó mặc định sẽ là có, thì chúng ta lại phải vui lòng nhập cái memo ở đây mà mình chẳng hiểu nó memo là gì, thì các bạn sẽ bấm vào phần này cho mình thế nhá, meme. Rồi giờ đây thì chúng ta ghi chú, không cần ghi chú được. Thế sau đó thì chúng ta chỉ cần chọn số lượng ở đây, chọn tối đây, thế này không có nhá, tối thiểu là 3 cái CSPR. Chúng ta bấm gửi, như vậy là ok, gửi thì chúng ta đợi quá trình xử lý đây, quá trình mình rút thành công, thao tác y như vậy nhá. Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này. Thực ra cái quá trình mà rút và chuyển ở hai sàn này với nhau hoặc là giữa sàn lên các ví thì thao tác nó giống tương tự như nhau, và từ sàn này qua sàn khác nó cũng tương tự như nhau, và nó chỉ có một cái lưu ý này. Thứ nhất là chúng ta phải lựa chọn đúng mạng lưới này, đây mạng lưới của nó là CSPR, nó tự khớp này. Thứ hai là khi bạn thực hiện lệnh chuyển hoặc là rút cho lần đầu tiên thì bạn nên thực hiện với những số tiền hoặc những số token tối thiểu. Để làm gì? Để nếu như không may bạn thao tác sai thì bạn không bị mất nhé. Đấy, bởi vì trước đây sàn CSPR nó không có sàn MEXC Global này, nó không có cái phần tự nhận dạng mạng lưới này đâu. Vì vậy mà khi bạn chọn sai nó cũng kệ các bạn thôi, bạn chọn sai mạng lưới các bạn mất tiền, và sai địa chỉ cũng mất tiền, thế thôi nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi này, và nhớ cho mình một like cũng như subscribe kênh nhé, đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.